Ủa nhà Thảo đâu rồi hả? Chào các bạn. Đây là chị Khanh. Ủa sao em của chị mà chị hỏi sao tôi cái tay nó tháo ra rồi hả? Chị Khanh, chị Khanh không có quan tâm gì tới bà Tám đó. Chưa, nhưng mà tay tháo ra mà không biết luôn. Sao còn sưng quá vậy thơ? Thì tay ai mới tháo ra đều vậy mà. Nhưng mà bây giờ sao? Cử động được chưa? Ngày hôm qua chị Khanh hỏi tôi á, là cái tay mày tháo được chưa, tháo bột làm chưa? Cái tôi nói chưa có làm. Làm tao nạt chứ tao giật cho nó một Khanh trận. Nói xong không? Thấy chưa? Tao nói mày mà. Không, phải mấy tháng sau rồi nó mới bình thường. Tao tưởng nó quậy quá mà. Nhưng mà chị Khanh á, cái xong cái ngày hôm qua chị Khanh nói là mày quậy quá cho nên nó không có làm là đúng rồi. Nhưng mà bây giờ em nói cho chị Khanh biết là em đã làm rồi. Nhưng mà đã nhớ được chưa? Dĩ nhiên là tao phải tập therapy. Nhưng mà ngày hôm qua em gọi chỗ therapy, người ta nói là 2 tuần sau mới có ngày hẹn và em đã đi Việt Nam, đâu có tập được. Nhưng mà đi thì nhớ là cái tay này đừng có sóc nha. Ủa bây giờ bữa nay sẽ thư giãn gì, đi đâu vậy? Đi ăn đi, đi kiếm gì ăn trong đây đi. Lâu quá mới vô chỗ con. Mới chào chị kìa. Xin chào, giao lưỡng áo. Đi mua chậm. Hẹn không Đức Tiến. Tiếng kìa. Ôi lời đầu tiên chị ra đây nha. Tiếng kìa. Cái tiếng ngồi này là chỗ Trầm Hương Nguyễn. Chỗ này là bán Trầm Hương. Bán Trầm Hương á. Trầm Hương Nguyễn. Ông chuẩn bị đồ cho tôi chưa? Trời, tới đây là nghe mùi thơm. Ờ, thơm ha. Đây là mùi thơm của Trầm á. Tới đây đứng ngoài cửa. Vô 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 hết, vô hết. Ủa, cho vô vô kìa. Welcome chị Khanh và 800 thơ và mọi người đến với cửa hàng công ty Trầm Hương Nguyễn. Xin mời vô. Ở đây, đây là lần đầu tiên chị tới đó. Chị hả? Đây, mời tới đây nghe mùi thơm chứ sợ. Dạ, chị Khanh nha. Dạ, chị Khanh. Quá trời Trầm Hương. Thơm quá trời thơm. À, tại vì đây là Trầm Hương Nguyễn mà. Trầm Hương thiệt. Đây là Trầm Hương nè, lấy tên là Trầm Hương luôn nè. À, nhà em có một cơ sình cũng tên Trầm Hương và con của em tên Việt Nam là tên tên nước Mỹ là Ryan nhưng mà tên Việt Nam là tên Kỳ Nam. Ờ vậy hả? Ủa ra tên Kỳ Nam hả? Trời ơi, bây giờ mới biết luôn á. Biết tên Ryan nhưng mà bây giờ biết tên Kỳ Nam á. Dễ sợ luôn. Luôn thơm á, đi từ ngoài á. Xây giới thiệu cho mọi biết ở đây. Bắc nha. Bắc chạm hai bên có hai cái tủ, ba tủ, bốn tủ, năm tủ, sáu tủ. Ở đây mà cái trầm này là do con người trồng cấy nè chị. Thì cái giá thành nó từ 100 mấy cho tới 200 mấy. Không à, có thơm. Nó có thơm nhưng mà nó sẽ không bằng những cái hàng tự nhiên. À. Dạ, nhưng mà cái này là giống như do con người mình trồng cây gió bầu xong người ta tự khoan lỗ, người ta tự cấy men vi sinh để tạo trầm. Trời ơi, chị nói thiệt, ở ngoài em nhìn trẻ đẹp quá. Cảm ơn chị. Không ăn thần đúng không? Bây giờ ngoài là đẹp hơn đúng không? Không ăn thần. Tiếng nói không. Nhưng mà thiệt. Bây giờ thấy đẹp hơn hồi trước á. Có cái gì là lạ lạ. Hình như là em xuống ký luôn nè. Không có xuống ký. Ừ, thứ nhất là cắt tóc, thứ hai là sửa mũi. Ủa là một số món. Lạ lạ. Là một số món. Ủa lạ lạ luôn. Sửa mũi đẹp. Làm lại cái mũi thế à. Nhưng mà bán chậm là chính chú cho nó làm sắc đẹp. Lâu chưa? À, hình như là cũng chắc 6 tháng thôi chị. Ồ, 6 tháng cũng mới. Cũng mới á. Dạ. Vậy mà là nhìn tự nhiên ghê luôn á. Dạ, cảm ơn chị. Đẹp ra ha, đẹp ra. Đẹp cao lên. Ủa cái đôi mũi lúc trước sao ta quên rồi. Mũi lúc trước hả? Mũi lúc trước thì nó cũng cao. Không được đẹp như bây giờ. Đúng đẹp không? Làm ở đây là làm Việt Nam. Không, em làm ở Việt Nam. À, làm ở Việt Nam hả? Làm ở Việt Nam. Chị thích cắt mắt. Không, em không có cắt mắt. Chị thích muốn, chị muốn đẹp ha, làm rất tự nhiên. Hay chị nhìn thấy, ủa sao em lạ quá. Cảm ơn chị. Chị nghi, chị tính hỏi mà thấy sợ vô duyên đúng không? À, em lạ lạ. Em sửa, em lên live, em live mỗi ngày á. Tại vì mỗi ngày là 6 giờ tối giờ miền Nam Cali là em live trực tiếp để mà bán trầm á.
thì nhiều người cũng vô hỏi thế là lại nói sửa mũi trên live, em vẫn nói em sửa là đâu có gì đâu, mình sửa thì mình nói mình sửa đâu có gì đâu. Đúng rồi, đúng rồi, đẹp giống bà tám tám sửa hết lên cái gì, sửa hết toàn bộ luôn được vậy đó. Chứ không sửa tùm lum á, mình đâu biết sửa đâu. Chỉ là chị không có sửa cái gì luôn á. Sửa tự nhiên ghê luôn á. Chảy ra em thấy chị đâu có sửa gì đâu. Không có sửa gì đâu, cắt mắt rồi sửa mũi rồi bơm môi độn ngực. Bơm môi cái đó ông làm quá. Không, cắt mắt sửa mũi căng căng chỉ. Chưa chưa độn cầm, chưa bơm môi. Thôi cảm ơn, đủ rồi. Chưa cái gì. Bơm có sắc có xăm lông mày, xăm mí mắt, xăm môi. Xăm đó. Cái này là coi như là người ta trồng, người ta trồng cây gió bầu xong người ta cấy men vi sinh để tạo trầm, thì nó những cái nơi mà người ta khoan cái lỗ để người ta cấy men vi sinh á, thì những nơi đó nó tạo trầm thì nó cũng chỉ là cái lỗ nhỏ 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 thôi, chứ nó không phải là nguyên cái cây trầm như người ta tưởng tượng. Dạ thì cái này nó bên công ty em sản xuất thì nó vẫn là hàng zin 100%, chứ tụi em không có giống như những cái sản phẩm ở thị trường bên ngoài thì người ta bán cái dạng mà hàng tóc giường, hàng chó giường là hàng trồng á, người ta xử lý keo với mùi với màu rất là nhiều. Và để người ta giả những cái hàng VIP, những cái hàng tự nhiên mà mắc tiền. Tại vì hàng trồng cái màu nó chỉ vậy thôi. Nó không thể nào mà nó đậm đen mà nó bóng hay là nó gì hơn á. Cho nên là người ta sẽ lấy cái hàng trồng này để người ta làm. Nhưng mà vẫn thơm ha. Dạ, vẫn thơm nhưng mà mùi nó sẽ ít hơn cái hàng tự nhiên. Đây. Đó. Chị cầm vậy nè. Đúng rồi. Tại vì nếu mình cầm vô cái tay á thì cái nước rửa tay á, mình dùng nước rửa tay hay lotion thì mình cái không... mùi này là có đốt không hay là tắt? Đang đốt nhan trầm. Nhà đang đốt nhan trầm. Đó, cái này là hàng trồng. Nha. Nó sẽ không đậm, nó sẽ cái mùi nó sẽ không có strong bằng cái kia đúng không em? Nó không có nói chung là không phải là đậm hay là không đậm mà là cái trầm hương á chị, hàng tự nhiên cái mùi nó cũng từ từ à, nó không có mùi nó mạnh giống như mấy cái hàng giả được đâu. Và mấy cái hàng nấu, hàng giả thì cái mùi nó càng mạnh. Còn đây là những cái hàng tự nhiên, nhưng mà những cái hàng tự nhiên thì trầm núi rừng mọc tự nhiên á, là mỗi cái thân cây gió là chị biết khi mà nó bị tổn thương nó mới tạo trầm. Chứ nó không phải là giống như là nguyên một cái cây trầm như người ta tưởng tượng. Cái cây nào nó tổn thương nó mới tạo trầm. Dạ cho nên nó mắc và nó quý hiếm hơn. Dạ nhưng mà nó cũng tùy theo loại. Ví dụ như có loại là cũng 400-500 đô, nhưng mà có nhiều loại nó lên tới mười mấy ngàn đô. Dạ. Nó tùy theo cái thân cây gió mà nó tổn thương càng lâu năm thì cái độ tích trầm của nó càng nhiều thì nó càng mắc. Nhưng mà hàng tự nhiên thì mình sẽ không đón được bao nhiêu năm tuổi. Còn người nào mà ta nói trầm này 100 năm tuổi, 60 năm tuổi, 50 năm tuổi là không có đúng. Tại vì cái cây đó nó bị tổn thương nó mới tạo trầm, và khi người ta khai thác nó chỉ là những cái lỗ trầm nhỏ thôi, cho nên là mình không biết được là nó bao nhiêu năm tuổi hết. Nhưng mà khi tụi em mua hàng thô á là tụi em coi theo cái độ dầu, cái độ mùi, độ màu của nó mà nó tính theo cái giá trị. Bây giờ chắc là nhờ Hương lấy một số mẫu ra cho mấy chị ướm thử để xem thử là mình lên cái đẹp như thế nào nha. Giờ chị chút, chút xíu nữa tôi sẽ có quà đặc biệt cho bà Thám Căn Thơ, mày cứ coi thử đi đã, rồi từ từ là quà sao đúng không? Cái này là đây bây giờ là khoảng chục tiếng thôi. Chị Căn Thơ là chỉ là bên đạo đúng không? Nè chúng mới cho chị coi hết cái ướp từ từ đến cái gì sao cái nó biến bật từ từ. Dạ. Ví dụ như là những cái này là hàng tự nhiên, nhưng mà nó nằm ở cái phân khúc hàng thấp thì giá nó là từ 500 mấy, 400 mấy, 600 mấy. Thì cái này là mình đeo vô cổ tay. Dạ chị thử vô cổ tay. Đó. Mình đeo như thế này thì nó có cái độ lăn tới lăn lui, nó ma sát vào cổ tay nó sẽ tạo mùi nhiều hơn. Cái quan trọng nó là trầm hương núi rừng tự nhiên hàng thật. Yeah. Và có giấy tờ chứng nhận 100%, nhưng mà giá của phân khúc này đó rất là mềm dễ mua. Yeah. Chỉ có ví dụ như mỗi cái sản phẩm tụi em bán ra nè, ví dụ cái này là nó cái mã số number nè. Cái mã số number nó là 994 đúng không? Đó là tụi em sẽ có cái hình, có cái giấy như thế này. Có cái giấy như thế này và có cái mã số number giống như vậy luôn. Cái này là cái vòng hàng VIP. Nhưng mà ý em nói cho khách hàng biết là vì là mình ở Mỹ, thứ nhất là mình bán á, là giấy tờ nó phải guarantee là hàng zin 100%, không có tạp chất và hóa chất. Và mix với lại vàng 24 hay là vàng 18 gì nó phải có thông tin đầy đủ ở đây. Với lại nó phải là cái hàng đúng hàng tự nhiên. Vì là có rất nhiều người á, đang giả mạo trang công ty Trầm Hương Nguyễn luôn á chị. Rất nhiều người giả mạo luôn, và khách người ta mua lầm xong rồi tới hồi người ta đeo mấy cái vàng đồ bị chốc hết, chứ người ta đeo mấy cái trầm đồ nó bị hư hại nhiều á, người ta biết được nó là hàng giả.
xong người ta mới tìm tới số phone của em, ta gọi là người ta mới biết người ta bị lầm. Tại vì thời gian vừa qua là cái trang của em nó cũng bị đóng cả tháng trời, xong mấy cái trang giả nó cũng tạo Trầm Hương Nguyễn, xong người ta cứ thấy Trầm Hương Nguyễn người ta nhào vô người ta mua thôi, người ta đâu có biết gì đâu. Và với lại là công ty em á, là mỗi một năm em chỉ tri ân khách hàng có một lần à. Mà mấy cái trang đó nó chạy quảng cáo nó giảm 1 tặng 1 rồi giảm 50%. Và nếu mà trầm thiệt mà hàng tự nhiên thì tụi em không có nhiều để giảm nha. Cho nên một năm vậy tụi em chỉ tri ân khách hàng là 20%, là chỉ có một tháng duy nhất thôi. Nguyên một năm chỉ có một tháng duy nhất là 20 tháng 11 đến 20 tháng 12. Ủa vậy tháng này nè. Đúng rồi, tháng này nè. Còn ngoài ra là chị tất cả sản phẩm nhang trầm, bột trầm, nụ trầm và hàng trồng cho tới hàng tự nhiên, hàng VIP đều được giảm 20% hết. Chỉ có trầm chìm nước với Kỳ Nam là không được giảm thôi. Coi như là coi như cái promotion của cái tháng này của tụi em là 20%. Dạ đúng rồi. Còn nếu mà fan của bà Tám thì được thêm 10%. Nếu mà fan của chị Cam Thơ á thì có thể là sẽ có thêm món quà, cái gì đó. Công ty Trầm Hương Nguyễn chưa bao giờ mà năm nào cũng vậy, chỉ có 20% là maximum. Dạ. Cho nên là có nhiều người cứ thấy 1 tặng 1 giảm 50%, mọi cái đó đều là giả mạo hết. Nhưng mà thật sự ra 20% cũng nhiều lắm đó các bạn. Nhiều lắm. 20% cũng là good deal lắm luôn á. Em cho coi mấy cái mà dòng đeo tay có hoa sen hay tỳ hưu á. Nhưng mà cho số phone đi tiếng, nếu mà mọi người muốn thì số phone của Hương Nguyễn này nào quý vị, có một số phone duy nhất thôi là 7145889989. Đó, một số phone duy nhất. Và quý vị nào mua hàng á mà để chắc chắn á là gọi số phone đó. Đúng và rồi. Cái yêu cầu nó gì? FaceTime gặp đúng Hương Nguyễn. Đúng rồi. Phải gặp đúng Hương Nguyễn nha, chỉ có Hương Nguyễn bán Trầm Hương thôi, Đức Tiến không bán Trầm Hương nha quý vị. Đúng rồi, không có gọi Đức Tiến. Không gọi Đức Tiến nha. Dạ. Tại vì có nhiều người cũng giả mạo anh Đức Tiến. Ồ vậy hả? Đúng rồi. Giả mạo lấy hình ảnh của em với anh Đức Tiến để chạy quảng cáo, để bán, để lừa người ta đó. Dạ. Thôi vậy khỏi FaceTime đi, tốt nhất là gọi thẳng nói chuyện với thầy. Dạ. Đúng rồi. Tại vì trên FaceTime xong thay người ta cũng không là nhìn là biết là Hương Nguyễn. Không, FaceTime phải nói chuyện khoảng 5 phút quá chứ dài giây. Dài giây là nó lấy hình là cái này là cái chuỗi. Đây là chuỗi 108. Thì cái chuỗi 108 này tụi em cũng có nhiều loại trầm khác nhau, có nhiều loại là giá nó tầm 700 mấy cũng có, 800 mấy cũng có, giá nó mấy ngàn đô cũng có, nó tùy theo loại trầm. Dạ. Nhưng mà guarantee với khách hàng nó là hàng zin 100%. Và nếu mà ai mua hàng của công ty Trầm Hương Nguyễn mà nói là hàng giả không đúng hàng á thì cứ dẫn đến đây là công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ đền gấp 10 lần giá trị khách hàng mua. Dạ, cho nên tụi em bán là guarantee. Dạ đúng rồi. Với lại là nam ca sĩ Đan Nguyên là đại diện hình ảnh cho độc quyền cho công ty Trầm Hương Nguyễn nữa. Cho nên là tụi em làm ăn cũng không có làm ăn bậy bạ. Cái này mình có thể đeo được 4 vòng như thế này nè, hoặc là mình có thể đeo dây chuyền được luôn. Dạ. Khán mua này người sang đeo có khác ngon. Người sang trọng đeo có khác ngon. Em đeo không có nhiều cái nhiều mẫu này nè. Không, nhà chị thiếu Trầm Hương Nguyễn. Ơ quên Trầm Hương. Rồi, bên đây là những cái tủ và đây là những cái sợi dây chuyền nè. Ở đây tụi em có rất là nhiều mẫu mã khác nhau. Nếu mà nói về công ty Trầm Hương Nguyễn thì chắc trên 400 mẫu ạ. Đây là những cái mẫu dây chuyền mình có thể đeo cổ. Mình có thể đeo, mình mặc đồ gì mình đeo cũng đẹp hết á. Đây là hàng tự nhiên. Vì là những cái hàng mà để mà làm dây chuyền này kia nọ thì tụi em không có làm những cái hàng loại mấy trăm đô. Vì là những cái hàng đó nó ít dầu, nó sẽ dễ bị bể hạt. Đó, cái này là dây chuyền. Dây chuyền để mình đeo cổ. Lấy hồ cơ đeo về luôn. Cái hồi nãy Tấm đeo là 720 á. Cái này là 600 mấy à. Đúng rồi. Cái hạt nó nhỏ hơn nhưng mà nó lại 700 mấy là tại vì cái loại trầm nó tốt hơn. Cái này là 2980 nha. Nếu mà quý vị mua bây giờ là sẽ được bớt 20%. Tặng 20% nhưng mà 20% trên tổng giá trị của trầm. Quên nói luôn. Còn cái này là ví dụ như là cái này là tiền vàng là hết 300 đô thì tụi em sẽ trừ cái tiền vàng ra 300 đô, tụi em chỉ giảm 20% trên cái tiền trầm thôi. Dạ đúng rồi. Tại vì có nhiều cái sản phẩm á là bên công ty Trầm Hương Nguyễn là cái tiền vàng nó lên tới 2.000 đô. Mà nếu mình giảm là 20% thì tiền vàng luôn thì không có được. Dạ. Đó. Trầm không thì giảm vàng thì trầm. Đúng rồi. Đúng rồi. Còn ví dụ mình mua cái vòng mà không có trầm, chỉ có không có vàng á, chỉ có đá thôi á thì vẫn giảm trực tiếp 20% trên cái đó. Dạ. Giống như là chị Cam Thơ đeo hàng, yeah. VIP bên này. Đây là hàng VIP nha. Nhưng mà cái hàng này chuỗi 108 thì em cũng có nhiều loại khác nhau chứ không phải cái nào cũng mấy ngàn đô nha.
Dạ, ví dụ như là mấy cái mẫu hàng mấy trăm đô tụi em cũng có. Cái này chị thấy nè, 800 mấy nè, 820 bực nè. À 820 cái này là vòng đôi. À vòng đôi quấn hai vòng. À à. Đó, chị Ngâm Thơ đưa tay đem quấn thử hai vòng và cái chạm đá này mình sẽ chọn theo cái mệnh của người đó. Ví dụ như là kim, thủy, mộc, hỏa, thổ thì mình sẽ chọn cái màu đá nó hợp với lại mình. Còn cái chầm á thì nó sẽ không có kỵ tôn giáo. Chị Khanh với đeo lại thử chị Khanh. Yeah. Chị Khanh đeo thử cái tay em đeo không đẹp bằng của chị đâu. Không, mình đeo chị nó phải rộng rộng vậy ấy. Vậy mình đeo nó phải rộng rộng vậy á, nó mới phát sinh nó. Dạ, nó phải đeo lên đeo xuống nó rộng rộng thì nó mới phát sinh. Dạ. Không, em thích chị đeo để cho em ngắm, còn em đeo em cảm giác cái tay em nó nhỏ quá. Có những cái 6 ly. Đây, còn cái này là hàng VIP, hàng cao cấp. Chị Khanh đeo chung không? Không, đeo chung vô đẹp lắm. Đúc bồ hả? Đeo chung đẹp lắm. Đây là cái chữ tài lộc này thì tụi em có thể đổi tên của mình nè, hay là tên vợ chồng con cái, là tên công ty mình thì tụi em vẫn làm được, tụi em vẫn gia công được. Nhìn vô trong này đẹp quá. Đeo nhiều vòng. Vòng nó kết hợp với vàng đẹp ha. Dạ. Có nghĩa là công ty em thì rất nhiều mẫu mã, nhưng mà với cái trường hợp là hàng giả cũng rất là nhiều nha. Đây là những cái hàng giả rồi. Dạ, cái này là hàng giả, này là công ty Trọng Nguyễn không có bán nha cả nhà, mình chỉ là để cho khách so sánh thôi. Đây là em cho chị coi cái hàng công nghệ nè, người ta nhìn vô á, nhìn vô người ta tưởng nó là thiệt nhưng mà nó không là thiệt. Đây, cái này là hàng công nghệ đó. Hàng công nghệ. Nó đen vô nắng bóng không? Nó đen nhưng mà nó đen cái kiểu là giống như là khi mà chị đeo á, nó sẽ chốc nè, nó phủ màu và chị đeo nó sẽ chốc, và đặc biệt là ở cái mùi nó không bao giờ nó giống cái hàng thiệt được. Nó đen mà chị thấy nó đen mà nó mất luôn sợi gỗ. Còn hàng thiệt á là nó phải còn cái sớ chầm nó phải rõ ràng. Cái này là nó là hàng công nghệ cao và mình hửi thì nó rất là hôi. Mình hửi thì nó không phải thơm mùi chầm đâu. Nhưng mà có nhiều người á thì người ta ngửi á thì người ta cũng không phân biệt được nhiều á, thì người ta nghĩ nó là mùi chầm, nhưng mà khi người ta có cái giả với cái thiệt thì nó không giống. Các bạn đừng cười Khanh nghe, Khanh lo ngắm này không nghe Trầm Hương nói gì. Cái hàng giả em không có muốn nghe, em muốn coi đồ thiệt. Cái này xấu nghe đồ thiệt. Đây nè, ví dụ như nói về mùi đỉnh á, mùi đỉnh á thì em cho chị hửi cái mùi này. Đây là hàng VIP, hàng cao cấp nha. Chị không cần hít mạnh nha, chị ngửi từ từ thôi chị mới cảm nhận được đúng cái mùi chầm. Và từ bây giờ trở đi là chị Khanh đã biết được mùi chầm hương thật là gì. Đúng. Để không sẽ bị lẫn lộn với những cái sản phẩm khác trên thị trường. Nha. Còn cái hàng giả là chị thấy nó nhuộm. Thử mùi giả luôn để biết được. Đây, cái mùi hàng giả nha. Đây. Rồi, thử mùi hàng giả nó nhuộm là chị thấy nó nhuộm cũng mất luôn mông gỗ đó, chị thấy không? Đó. Và chị hửi cái thiệt xong chị hửi qua cái giả nè. Đó. Nó sẽ bị nghẹt. Nè, bây giờ em đưa chị hửi thử cái hàng thiệt trước nha. Không hít mạnh nha, chị ngửi từ từ. Rồi. Xong chị ngửi qua cái mùi hàng nhuộm. Cái gì vậy? Cái mùi kỳ ha, cái mùi nó nặng quá. Cái này là mùi cái này là đúng rồi, thuốc bắc. Đúng rồi, cái này là hàng nhuộm nha. Còn cái hàng mà hàng sánh chìm sánh ghét thì ở ngoài thị trường bây giờ người ta bán cũng rất là nhiều luôn, mà cái giá trị nó chỉ có 80 đô sợ thôi. Người ta có thể bán mình mấy trăm đô. Vì người ta cứ hay hỏi Hương Nguyễn là thích màu đậm đậm đen đen thì toàn là mười mấy ngàn đô. Xong cái người ta lại đi mua mấy cái này mấy trăm đô là bị dính hàng giả. Đây là hàng sánh chìm sánh ghét. Nha. Hàng sánh chìm sánh ghét là nó xây đúng chiều, không nó có một kiểu vân gỗ à. Còn hàng thiệt á chị nhìn nè, chị không bao giờ chị tìm được một cái hạt nó giống nhau. Nó cùng phôi nhưng mà nó không giống nhau được. Nó có một cái điểm khác hết. Đó là da. Cho nên là mình người nào mà muốn tìm hiểu về chầm á, không nhất thiết phải mua đâu. Cứ ghé công ty Trầm Hương Nguyễn nằm ở bên trong Thương Xá Phước Lộc Thọ. Chỉ có một tiệm duy nhất, không có chi nhánh thứ hai nha, thì Hương Nguyễn sẽ giống như là để cho quý vị trải nghiệm, để mình biết đâu là thật đâu là giả, để mình có được một số kinh nghiệm để khi mình đi mua không có bị lầm. Giống như là gieo duyên cùng quý vị thôi, rồi khi nào mình đủ duyên thì mình mua, chứ không nhất thiết là phải mua. Tại vì em cũng muốn cho người ta hiểu được cái giá trị của chầm nó không hề rẻ như trong đầu người ta nghĩ. Để mình mua là nó sẽ rất là dễ bị lầm. Ví dụ như mấy cái hàng mà 8 ly này nè, hàng VIP thì mấy mười mấy ngàn thôi, chứ còn mà hàng thường thì tụi em bán cũng có nè 1.600 thì màu nó chỉ dày thôi chị. Nó vẫn là hàng tự nhiên nha. Còn hàng trồng á thì 300 mấy thôi. Còn nè đó 1.600 nè, thì cái mùi của nó sẽ ít hơn cái hàng VIP. Nha, nó ít hơn cái hàng VIP. Cũng đẹp nha. Đúng đó. Đúng rồi. Và khi chị đeo á nó sẽ không có bóng. Chị đeo nó sẽ bị giống như nó bị nó ma sát vào cổ tay, nó sẽ bị lợi chầm, nó bị khô dầu á.
Còn riêng những cái hàng VIP này là càng đeo nó càng bóng, càng đậm màu và càng bóng. Như cái chuỗi này của em lúc trước đó là cái màu nó không có đẹp gì đâu. Em đeo nhiều quá thì nó bắt đầu nó mới đậm nhiều, nó mới bóng lên. Yeah. Em có bao nhiêu tiệm ở đây hay là chỉ có một cái chi nhánh? Có một cái thôi. Nha, một cái chi nhánh duy nhất là với lại một cái nữa là ở Việt Nam. Đúng rồi, ở 188 Nguyễn Văn Khối, phường 9, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Nó là ở Việt Nam. Hai tiệm chỉ nhớ yeah. Đúng rồi. Ở đây ở Mỹ thì một cái ở đây thôi, ở trong khu Phước Lộc Thọ. Nhưng mà ở Việt Nam thì là ở 188 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Chính xác, chỉ có hai tiệm thôi. Chị Thanh, bữa nào sinh nhật em tặng cho em bữa nào. Sinh nhật chị sắp tới rồi. Nè, cho chị hỏi, ví dụ mình mua rồi cái sợi dây này nó bị đứt thì sao? À, thứ nhất là cái dây này nó rất là khó đứt chị. Nhưng mà thường khách mua mà khách ở xa đó là em có cho dây si cua. Rồi khi nào người ta đeo chán cái kiểu này nè, người ta giãn cái dây nó giãn rồi, người ta muốn xỏ thêm đá, thêm vàng, thêm gì đó, người ta muốn design theo cái ý người ta thì em sẽ gửi cái clip hướng dẫn cho người ta xỏ chưa được 5 phút nữa xong cái vòng. Còn nếu như ở gần đây chị có đeo 10 năm em vẫn xỏ miễn phí hoài. Tại vì có nhiều khách hàng của em đeo 7-8 năm về trước rồi, người ta cầm tới đây em vẫn xỏ miễn phí. Không có lấy tiền bạc gì hết. Đúng, cái này cũng là một cái good service của tiệm Trầm Hương á. Không có lấy tiền, có nhiều người người ta đem lại xỏ đó, cái người ta cứ thấy em không lấy tiền hoài, người ta ngại, người ta hay mua bánh rồi cho em ăn. Để em tình cân. Đây. Và cái ví dụ như cái đó là hàng VIP đúng không? Thì ở đây em cũng có cái mẫu này, nó cũng là lại lên hơi cuốn. Mấy cái nút áo đẹp á, dễ thương. Cái này em đeo cũng đẹp ghê. Cái xanh mùi đó đi Khanh. Cái mặt là mặt gì vậy em? Sorry. Dạ cái mặt đó mặt dây, mặt dây chầm thôi. Đây nè, cái này cũng đẹp nè. Đây, để em quấn cái này cho chị Cam Thơ nhìn thấy nha. Cái này là mình đeo tay, đeo cổ được luôn nè. Mình hoa sen là tự dưng cho sự bình an mình trong gia đình, công việc của mình đó. Quấn ba vòng đó. Nhưng mà cái này là chị có thể đeo rất nhiều kiểu. Chị có thể đeo hoa sen chính giữa, hoặc là chị có thể cho cái này, cái bi này chính giữa. Hoặc là chị có thể cho cái khúc này chính giữa. Mình muốn đeo kiểu nào mình đeo. Và xong rồi mình đeo dây chuyền thì mình muốn xây kiểu nào mình xây luôn. Có cái hoa sen đẹp hơn, dễ thương đó. Mấy cái này là hàng VIP thì mình đeo nó sẽ bóng. Thơ đeo này đẹp hơn là tại vì tay thơ nhỏ đó. Em mà cái này bao nhiêu vậy? Cái đó vừa bằng. Cái đó là 5.800 nha. Đúng rồi. Dạ, cái này là hàng VIP. 20% nữa nha. Đúng rồi, còn được 20%. Chỉ trong tháng 11 này là từ 20 tháng 11 đến 20 tháng 12 nha. Mọi người đừng để sau ngày đó hương nó giảm nữa nha. Nói trước luôn. Dạ đúng rồi. Sau ngày 20 tháng 12 là không có 20% nữa. Dạ. Và công ty Trầm Hương Nguyễn, nếu mà ai mua nhiều mua lâu sẽ biết là đi đến tiệm này mua một đô em cũng không có bớt. Tại vì cái bán đúng giá niêm yết, vì là cái lý do là thứ nhất là tụi em là nhà sản xuất, tụi em bán chứ không phải là tụi em mua của người khác bán lại, là tụi em không có nói thách. Cái thứ hai nữa là tụi em muốn là những cái sản phẩm mà hàng tự nhiên là nó cũng nói về sức khỏe và nói về phong thủy. Thì cái cây mà nó sống lâu năm thì cái linh khí nó rất là mạnh. Thì em không có muốn là người ta phải mặc cả với cái giá cả để người ta mua cái món quà đó cho phong thủy thì nó không hay. Đúng rồi. Dạ, đúng cho rồi. Nên là em chỉ là đúng giá niêm yết thôi. Đó, cái này là người ta có thể đeo cặp với lại cái chuỗi 108 hay là người ta đeo với cái đồng hồ cũng đẹp nữa. Em thích có cái vàng vàng trọng á. Nó sang. Nên là thích cái có vàng vàng đó, đúng không? Cái này đeo ra chị đeo cặp cũng đẹp. Dạ, nó có nhiều. Em mà giàu là em mua liền luôn á chị Tâm. Đây, và bên em cũng có rất nhiều cái mẫu đặc biệt. Mấy cái mẫu này là dành cho nam. Và cũng có cho nữ nữa. Dạ. Đẹp quá ha. Đẹp. Chồng của mấy đứa bạn mình đeo cái này cũng đẹp nè. Rất đẹp cái này nè, nó cái này là đẹp. Cái này là bao nhiêu? 14.200. Dạ, nhưng mà nếu người ta muốn đặt cái loại chầm thấp hơn tụi em vẫn làm. Cái kiểu này. Dạ, cái kiểu này, nhưng mà tụi em sẽ làm cái loại chầm giá thấp hơn. Dạ. Nhưng mà cái mẫu mã này tụi em vẫn làm, nhưng mà sẽ làm cái loại chầm thấp hơn để cho ít tiền hơn. Đẹp quá. Lần đầu tiên mình thấy những cái đồ trang sức trầm mà cao cấp ha. Đúng rồi, đúng rồi. Cũng đẹp quá trời luôn. Đẹp quá. Giống như ở đây, giống như ở đây là sẽ có một cái mẹ Quan Âm. Em đưa mấy cái mặt dây chuyền cho quý vị coi luôn. À, đây là mẹ Quan Âm. À, mẹ Quan Âm này nếu như mà người nào mà biết về trầm và người nào mà biết về trầm á thì người ta sẽ biết được là cái này là nó là hàng dách lầu, là hàng chìm nước tự nhiên nha, chứ không phải là cái hàng sánh chìm sánh ghép. Và nó rất là mắc, nó giống như mấy ngàn ký hàng thì cái lỗi ngay chính giữa đó nó dụng, nó cái độ dầu nhiều nhất thì nó mới chìm. Dạ, rồi chị cầm như vậy nè. Chị thử thử ra. Dạ. Đúng rồi. Thử giữa, thử giữa. Đưa lên đưa xuống nhìn. Giống như là cái này là hàng dụng nè. Đó. Thì khi mà tụi em khi mà mấy ngàn ký phôi hàng thô của chị
thì cái độ dầu nhiều nhất nó nằm ở chính giữa, thì nó mới đủ độ nặng để nó chìm, chứ không phải là cái đẹp hàng quá, công nghệ chìm hay là hàng sánh chìm sánh đứt. Cái mặt bà là đẹp lắm. Dạ, cái đó là hàng mắc nhất trong các loại chạm. Bao nhiêu? Nó mắc nhất là 14k. 15. Chị Khanh thích mẹ Quan Âm mà. Không, mình còn mặc mẹ Quan Âm. Và cái này á là chị biết không? Không bao giờ có cái thứ hai là cái phôi chậm nó làm sao là tụi em tạo mẹ như vậy, có nghĩa cái phôi chậm ở phía sau chị nhìn thấy không? Nó giống như là một cái vách núi vậy đó. Dạ, nó tự nhiên và bên đây là tụi em tạo hình. Cho nên là nó sẽ không có cái thứ hai giống y chang vậy được. Dạ. Cái mặt mẹ thì tạo hình giống được, nhưng mà ở phía sau này nè, ở phía sau này là cái phôi chậm thô nó như vậy và tụi em gia công cái mặt này thôi. Dạ, chứ nó nghĩa không được. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, cho nên nó sẽ không bao giờ có cái thứ hai như vậy. Thì bên công ty Chậm Hương Nguyễn thì có rất nhiều cái mẫu mà nó không có cái thứ hai, giống như cái này cũng vậy. Đó, cái phôi chậm nó làm sao là tụi em bọc tụi em làm vậy thì cái này cũng là hàng chìm nước. Dạ, và chị ngựa hàng chìm nước này, cái này thì giá nó thấp hơn tại vì cái này là mình tạo hình nó dụng hàng. Còn cái này đó chị hửi thử nha, mình không nhích mạnh nha. Để nguyên khó nguyên thủy. Đó, là chị thấy được cái mùi chậm tại sao mà người ta phải bỏ tiền ra người ta chơi chậm mắc tiền là do là giúp người ta giảm stress. Dạ, và nó hết cái sức khỏe cho người ta rất là nhiều. Và những cái hàng này thì mình càng đeo nó càng bóng, càng đẹp nha. Còn ví dụ như cái này đeo là nó không bóng nè, cái này thì nó rẻ nè, mình đeo nó sẽ không bóng nè. Ví dụ như cái này. Đây. Cái này là người nào mà mồ hôi dầu đeo nó mới bóng. Cái này là tụi em tạo hình, cho nên cái này là tụi em sẽ có làm giống nhau được, nhưng mà mấy cái này là nó không có giống nhau. Đúng được rồi, tại cái này cái phôi nó tự nhiên. Đó, thì những cái này thì mình đeo nó có thể bị khô. Cái nhà go go quen. Dạ đúng rồi, cái này tụi em tạo hình. Và cái này là cái loại chậm nó thấp hơn, cho nên là ai mồ hôi dầu á thì đeo nó mới bóng, còn mồ hôi muối bình thường đeo nó sẽ bị khô. Cái này chắc mấy ông đeo ha, cái kiểu này. Không, có nhiều người phụ nữ người ta lại thích đeo. Không, cái mặt dây chuyền Phật bà nãy á, thì nó hàng VIP, giá nó mắc, mà cũng có nhiều loại hàng mình đặt á, giá cũng 2000 mấy cũng có. Dạ, 1000 mấy cũng có. Dạ. Do mình đặt. Nhưng mà riêng cái chìm nước hàng chất lầu này là công ty Chậm Hương Nguyễn không có chi ân 20% nha. Tại vì nó cực kỳ hiếm và trong đây tụi em chỉ có một cái này chìm. Có nghĩa là nó không có nhiều hàng chìm. Tụi em là vòng tụi em có 2 cái vòng chìm. Nói chung là rất là khó để có hàng chìm, cho nên là tụi em không có giảm. Dạ, chỉ có là giống như là người nào người ta thích mua để sưu tầm, để giống như là sau này người ta truyền đời á. Dạ, thì người ta mới mua mấy cái này. Đó. Cho chị coi mấy cái khúc áo không? Đó là lạ. Dạ, cái khúc áo đó cũng là hàng chìm luôn. Hàng chìm thì phải biết ra chìm nước là như thế nào. Dạ, và chìm nước thì không có được chi ân 20%, còn tất cả đều được 20%. Thì cái chìm nước này á là cái hàng dụng tụi em làm, và cái độ mùi nó không good, cho nên không good bằng mấy cái hàng chìm khác, cho nên giá nó thấp hơn, giá nó 6000 mấy. Chứ còn nếu như cái này mà cái hàng chìm này mà để hạt tròn mà cỡ 10 ly vậy là nó phải mười mấy ngàn đô. Tại cái này nó là cái hàng dụng. Cái hàng dụng tụi em làm ra cho nên là nó sẽ thấp hơn. Còn mà để làm hạt tròn 10 ly mà chìm thì tức giá là cái nó mười mấy nhỏ. Size nó nhỏ. Đúng rồi. Nên là nó giá nó thấp. Giá nó thấp hơn. Cái size nó lớn giá nó mắc hơn, giống kim cương một sòn này đó. Size nó nhỏ. Đây. Nhưng mà mùi đất đã. Thì có những người thích đeo cái kiểu dạng vậy đó. Mùi rất đã, nhưng mà cái do là cái hàng dụng tụi em làm cho nên là cái giá thành nó sẽ thấp. Còn nếu mà tụi em làm hạt tròn mà 10 ly á thì nó hàng chìm thì nó rất là mắc. Nãy giờ chị ngắm, chị có thích chiếc nào chưa? À cho mà dạo, đâu có giàu đâu mà mua. Cho sẵn khoe mấy cái mặt thì, mặt tính giá cho thơ thì mấy luôn. Mấy loại mấy trăm cũng có mà chị, đâu phải cái nào cũng mấy ngàn thích đâu. Mấy ngàn à. Thích cái mấy ngàn. Thích cái kiểu này đậm đậm đen đen đúng không? Mình phải để dành làm ăn có tiền nhiều mà mình mới mua. Đây rồi. Đây là hàng VIP mà măng coi, nhưng mà cái này măng coi là dành cho cổ tay hơi lớn. Đó, mình đây là hàng VIP. Đeo thử đi. Đeo thử cho biết. Măng coi nó dành cho cổ tay lớn, nhưng mà nếu mà ai cổ tay nhỏ đó thì em sẽ tháo mấy cái hộp hai cái hộp này ra để làm cho nó nhỏ lại, và chị ngửi cái mùi hàng VIP là chị sẽ thấy. Cho chị cầm thử ngửi từ từ đó, không cần hít mạnh nha. Và nãy giờ chị ngửi á là chị có thấy là nó khác nhau không? Nó có, tại vì mỗi một cái thân cây gió nó sẽ tạo trầm khác nhau, rất là rành rầm luôn đó.
rồi. Thấy không? Chị thấy nó khác không? Là vì là nhưng mà cái cầm kia đúng là hử vô là cái lầu quen nó chỉ là rất là hử vô xong rồi xin lỗi bà chủ nha, hử xong rồi không muốn hử nữa. Lên đỉnh đâu không? Lên đỉnh là cho mình the best không? Bây giờ the best nghĩa là không không có nghĩa rằng là mấy cái kia nó kho nó cũng có nó cũng có cái giá trị đó nhưng mà nó ít hơn còn cái kia mình hử. Người ta nói tiền là của đấy mà chị. Nè, giống như mấy cái mẫu này thì tụi em có cũng là măng tôi luôn mà giá nó 600 mấy, 500 mấy nè. Thì chị thấy cái giá nó sẽ khác, cái mùi nó sẽ khác, nó không bằng được. Nha. Nó không bằng được những cái hàng VIP được. Và những cái hàng VIP này thì nó không có. Hồi nãy giờ em thử em thấy hình như là cái mùi mà chầm thiệt á nó thoải. Đúng rồi, nó nhẹ nhẹ. Còn cái mùi chầm giả thì nó hơi nồng nồng. Dạ. Sập vô mũi mình. Không, nó hơi nồng nhưng mà nó sẽ hết mùi. Còn cái chầm thiệt là nó sẽ không nó hết lại. Mùi nha chị nha. Mấy chị em chị thấy em hay không? Đúng rồi. Không phải là giả, cái kia mới giả, cái này không phải là giả nhưng mà nó cái quality nó không bằng. Đúng rồi, nhưng mà nó vẫn là thiệt nha, đúng là thiệt nhưng mà cái giống như hột xoài mùi đó. Cầm đưa cho em cái mùi giả đó. Nè, nó là giả. Đúng rồi, đây là. Nhưng mà thơ không có nói này giả được. Không, cái này đúng giả. Thì ý chị nói là mấy cái này. Ý chị nói là mấy cái này. Cái này hửi vô nó kỳ liền nha. Nhưng mà mấy cái này nó sẽ hết mùi nhưng mà mấy cái này thì em không có bán, em chỉ để đây để khách nào người ta xanh, người ta coi người ta so sánh. Giống như cái này nè, chị nhìn nè. Chị nhìn nè, nó cùng phôi nè mà chị thấy nó đâu có giống nhau đâu. Chị thấy không? Còn cái hàng giả là chị cầm lên là nó rất là giống. Nè, nó giống nhau vậy lắm. Cho nên là cái hàng tự nhiên á là mình khó tìm được một chiếc giống y chang vậy lắm. Cái mẫu thì giống thôi nhưng mà đây. Bây giờ chỉ cần hai cái này thôi mà cái này nó đã có mùi khác rồi. Dạ đúng rồi. Tại vì giống như hàng ở Đức Cơ, Lâm Đồng, Lâm Hà, Quảng Ngãi, Ba Tơ, Khánh Hòa, Nha Trang, mỗi một cái vùng đất nó sẽ tạo cái thổ nhưỡng, nó sẽ tạo cái mùi trầm nó hơi khác một chút nha. Giống như là mấy cái hàng giả này thì chị thấy là nó nè, chị thấy nó đen thui và đen tịnh và lã nước lã chìm hết luôn đó. Mấy cái này là hàng giả nè. Còn hàng thiệt á, chị nhìn nó không bao giờ giống được, chị thấy không? Từ cái vân gỗ nè, nó sao mà nó giống mấy cái hàng giả này được. Hàng giả này là hàng ngàn chiếc nó giống nhau luôn. Nó làm hàng ngàn chiếc giống nhau. Cái này là hàng nấu. Hai cái này là hàng nấu, còn này là hàng công nghệ. Còn thật sự nếu mà không gặp em nó mua đồ dễ bị lẫn lộn, dễ bị giả. Cái mua hộp vàng đấy tí. Dạ đúng rồi, có nhiều người bị lầm lắm. Có rất nhiều người bị lầm. Và một ký hàng thô đó, gia công thành phẩm thì nó phải dụng như thế này hết 70%. Và cái dụng 70% này là công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ lấy làm nhang trầm và bột trầm và nụ trầm. Cho nên là cái nhang trầm bên em cũng không có rẻ. Rẻ nhất cũng là 59 đồng. Mà có nhiều người nói là ô chị mua nhang chậm đằng kia có mười mấy 20 đô à. Dạ, mười mấy 20 đô thì chỉ có mặt cưa của cái thân cây gió rồi nó tẩm mùi thôi. Chứ còn mà chậm thiệt thì nó không rẻ gì được. Nha, nó không rẻ gì được. Em cho mà xem mấy cái mặt dây chị chủ măng tôi á. Chủ măng tôi à. Coi như ra đây gặp Trầm Hương là coi như là bảo đảm an toàn. Không sợ bị lầm chủ đúng coi, không? Chủ măng tôi em không để à, tính giá cho, này cho, là cho, tính giá này là hàng chìm nước. Cho coi hàng chìm nước xong để em từ từ xuống sao. Dạ. Dạ đây cái mặt này không em nói này đó. Đó. Có một vàng trắng và vàng vàng nha. Đó. Dạ. Cũng là núi rừng tự nhiên luôn mà có 2.200 thôi đó. Và đang được 20%. Cho cái mùa này đang được giảm thêm. Biết sao em bỏ vô đây không? Tại vì có khách đặt rồi. Có khách điều dứt tiền. Nếu chị muốn á là đặt cho chị làm cho chị được. Đây còn cái này là hết rồi. Còn cái này là nguyên một sợi này là chìm nước từ cái mặt cho tới sợi dây. Rồi anh đeo thử đi. Cái này nhiêu vậy? Chìm nước là hơi mắc một chút. Hàng chìm thì nó cũng tùy loại. Mấy chục ngàn hả? Dạ. À chị đeo cái mặt đánh giá nó bị ngược rồi nè. Chị đeo cái mặt đó bị ngược. Đeo ngược. Bị ngược. Cái này thử. Ấy lại cho tôi đi. Được chưa? Rồi. Thì thánh giá thì có một cái là có tượng Chúa Giêsu, cái là không, và cái này là có tượng Chúa Giêsu nó. Đẹp không? Mặc áo dài nè, mặc áo dài, áo đầm. Hàng này là hàng chìm nước, hàng dách lòng. Hàng dách lòng. Dạ. Là hàng xịn nhất của công ty Trầm Hương Nguyễn. Dạ. Đại gia nào mua cho em không? Hàng dách lòng. Nha đại gia. Dách lòng. Đại gia kế bên nha. Đó. Biết sao bữa nay chị Khanh dắt như là rủ chị Khanh đi là biết chị Khanh rất là rành cái vụ này. Rành đi tại ông Đức Tiến ông hứa đến đây ông tặng cho em cái gì giờ em chưa thấy luôn. Từ từ sẽ có quà, từ coi trước đi, coi trước đi. Bà tới đây bà tôi tặng cho bà. Từ từ chắc xong cái đó đó. Đẹp không? Đẹp. Đó.
đẹp quá đẹp. Dạ, cái đó là hàng chìm nước, hàng đẹp lắm. Đẹp. Thử đem thử này không? Dạ. Thử cái này. Mặc màu trắng là hết sảy luôn. Mặc áo màu hồng. Màu gì cũng được đó. Trầm Hương không có bị bổn mạng ha. Hợp với tất cả các bổn mạng. Tại vì trầm là giúp tương sinh bổ trợ cho mình. Ví dụ mình muốn tương sinh thêm về bổn mạng thì mình ít biết cái đá. Đá các loại màu. Còn trầm là không bị tôn giáo, không bị bổn mạng. Mà cả Phật giáo và Thiên Chúa giáo đều tin vào trầm và dùng trầm. Cho các nghi lễ của họ. Trời ơi, trên người này mấy chục ngàn. Đó, quý vị ơi, bây giờ mà đeo túi hàng hiệu là xưa rồi, đeo vàng hộp sòn cũng là cũ rồi, hay là đi xe xịn cũng bình thường thôi, nhưng mà đeo trầm hương đồ thiệt thì đó chỉ nhất là chỉ có đây mà có thôi nha quý vị. Đó, đẹp. Tự tin tới nói vậy luôn đó. Đó, đẹp, đây, đẹp, chụp đây là cam thơ thiệt và trầm hương thiệt. Cảm ơn chị. Chụp tấm hình đi, vô chị Khanh, vô Trầm Hương chụp tấm hình kỷ niệm coi. 2 3 1 2 3 Không đeo đẹp. Tới giờ cái mùi. Mày đeo hai, mày đeo gì? Đeo cặp đi. Đeo đeo là đeo nhiều để nhìn nó đẹp. Ai mua cho em? Chị đi, chị mua cho em đi. Cái tiền năm mua. Nhưng mà ở đây có rất là nhiều loại trầm khác nhau và nhiều giá khác nhau. Và đặc biệt là cái mùa này đã đạt được 20%. Tức là tùy phân khúc đúng không? Hàng mà viết trên này thì giá nó lên tới 5-7 ngàn, 9 ngàn. Nhưng mà hàng ở tầm trung cái này á thì chúng ta có 2 ngàn cũng có, 1 ngàn mấy cũng có. Mấy trăm đô cũng có và được giảm thêm 20% nữa nha, cho cái mùa lễ này. Và nhớ nha cả nhà mình ơi, chỉ trong một tháng là 20 tây tháng 11 đến 20 tây tháng 12, 21 tháng 12 là hết. Không còn nha. Tám nha, phải mà tám có nhu cầu, ai có nhu cầu, có điều kiện, gia đình có điều kiện nhớ mua về đeo nha. Cái này cũng là phong thủy luôn á. Nhưng mà cũng có nhiều loại nhang trầm, bột trầm thì giá nó từ 59 đồng thôi. Cho nên là mình có thể xài thử cái nhang trầm trước, coi mình thích cái mùi trầm rồi mình mới mua sản phẩm. Tại có nhiều người cũng như vậy á chị. Dạ, nhưng mà công ty Trầm Hương Nguyễn hiện tại là đang bị giả mạo rất là nhiều nha cả nhà. Cho nên là cẩn thận, có nghĩa là gọi số phone cho Hương Nguyễn là chắc ăn nhất. Dạ, bị giả mạo rất là 714-588-9989. Dạ. Lặp lại. Lặp lại hả? Lặp lại à. Số phone là 714-588-9989. Dạ, chỉ có một số phone duy nhất thôi. Số phone rất là đẹp. Dạ, vậy có một số gì 5889. Mình nói thêm á là nãy chị Khanh có nói và thơ, mọi người nói là phải có tiền nhiều mới mua trầm đúng không? Thật sự là không cần tiền nhiều đâu, chỉ cần vài trăm đô thôi là mình đã có mua được trầm hương rồi. Nhưng mà tôi thích đeo cái này. Đúng rồi, thì bạn từ từ bạn đeo cái mấy ngàn. Mấy ngàn cũng được. Cái trầm hương á là ngoài thì đi làm kiếm tiền mà. Em đang phấn đấu nè, mục tiêu nè. Mục tiêu để phấn đấu. Cái mà Tiến với Hương muốn chia sẻ là Tiến cũng làm việc với Hương trong suốt nhiều năm qua và hai anh em cũng thấy rất là nhiều các khách hàng đến đây á là có các chị rất thương con, mà con của chị học giỏi quá xong dẫn đến có bị stress trầm cảm. Liên quan luôn mà rất là không biết là làm sao để mà cứu con á, giúp con á. Chị nó chỉ ra cho mua trầm hương về cho đứa con trai nó đeo, mà chị cũng nói luôn là không biết nó thích hay không nữa. Chị mua cũng là hàng cỡ này cho lên, cỡ hàng không, viết cái mới lên. Đầu mua ngàn mấy, mua ngàn mấy. Dạ. Xong giờ chị nói chị mua mà biết con gì đeo không, nhưng mà về may quá nó đeo, nó thích quá nó đeo, xong mà thấy nó bình tĩnh lại, nó vui vẻ trở lại, cái nói bạn gái nó vui vẻ trở lại, cái chị thấy happy lắm. Xong chị ra đây chị mua cho chị, cho bạn chị, cho con trai chị, xong tặng cho bạn gái nó nữa. Wow. Rồi mua cho thầy Thích Pháp Hòa một cái 5.200 nữa. Chị đó chỉ mua rất chỉ là nhiều chỉ, chị mua chỉ cúng dường cho thầy Thích Pháp Hòa một cái 5.200 16 ly nữa. Tại vì chị đem về cái con chị thích lắm, chị nói là thì em cũng có nói là ở đây em không có ép khách hàng mua. Nếu mà chị đem về mà con chị không thích, chị có thể đem ra em trả tiền lại chị không sao hết. Cái chị nói trời ơi, chị đem về nó thích quá, ban đầu nó mua cái có ngàn mấy, nó ra đổi là cái 2.000 mấy. Ủa được hả? Dạ. Mình không, có nghĩa là mình chưa có đeo đó chị. Chị tại vì con của chị mới đeo có một ngày à, nhưng mà do là nó thích cái mùi trầm nhiều hơn. Xong cuối cùng chị phải cầm ra đổi cái mắt hơn đem về cho con chị. Chị nói là con chị rất là enjoy với cái vòng đó, rất là thích luôn. Rồi thêm cô chị nếu mà kể mà chia sẻ với bà Tám, với cầm Tám với đây là chị Khanh này, là có cái chú đó và cái cô đó, chú đó ngồi xe lăn và khi mà bắt đầu lớn tuổi bệnh rồi bị đầu óc bị stress, bị trầm cảm, depression nhiều thứ lắm, và chú bị mất trí nhớ nữa, chú rất là cạo, gọi là khó chịu trong gia đình. Xong mà cô cũng nghe tiếng Hương nói trên đài tivi nói về trầm hương, cô nói bây giờ cũng lớn rồi, mình cũng đi tìm đủ phương pháp đủ cách rồi mà cũng không có bớt, thôi cứ ra thử biết đâu thì may thì sao. Thì đến mua một cái vòng trầm của công ty Trầm Hương Nguyễn về đeo cho chú. Thì bắt đầu chú thấy có sự khác biệt là chú bắt đầu ăn được,
ngủ được, xong tự nhiên vui vẻ. Lúc trước là không nhớ, chỉ nhớ không quên mà rất bạo. Bây giờ từ ngày có đeo trầm hương xong, mỗi lần đi tắm xong chú nhớ là cái dòng trầm ta đâu, đeo vô là nhắc và nhớ và vui vẻ. Xong rồi ăn được bình thường, xong rồi nói là thôi đi quýnh bài, quýnh tí sắc cho vui, và đeo xong đeo nhọc vô quýnh tí sắc cho hên. Nhưng mà cái cô đó đó là cái câu chuyện đó là câu chuyện có thật, chứ tụi em không có bị chuyện nói. Và cô đó có tới đây mua và em có xin lại cái video mà cô chia sẻ luôn. Đúng rồi, có đúng nghĩa rồi. Là chú không có đi đứng được và bây giờ chú tự ăn uống ên được, chú tự vệ sinh được, tự làm được hết luôn. Và cứ mỗi lần chú tắm xong là chú hỏi cái vòng trầm chú đâu. Chú tắm xong là chú hỏi vòng trầm chú đâu là chú đeo vô liền. Nghĩa là chú rất là thích. Và cô đó là mua cho cô nè, mua cho chú nè, rồi mua cho con rể, mua cho con dâu. Nghĩa là cổ mua nhiều lắm và cổ nói là cổ đeo trầm một thời gian. Cái này là cái chia sẻ của cổ rất là nhiều luôn. Cổ nói là cổ đi mấy tháng sau cổ đi khám lại, cổ nói trời ơi, đường trong máu giảm, cái này kia giảm, tại vì cái người mình bệnh từ đâu mà ra, từ stress. Cho nên là mình ngửi cái mùi trầm nó giúp mình giảm stress thì nó sẽ hết cho cái sức khỏe của mình, chứ nó không phải là trị bệnh. Nhưng mà nó sẽ giúp cho mình, khi mình giảm stress thì cái cơ thể mình nó sẽ không có nó giảm bớt những cái bệnh. Cái cổ mới nói là bây giờ á, ai cô ai cho cổ á 100.000 cổ cũng không vui bằng cho cổ một cái chuỗi VIP. Và cái chuỗi VIP đó là Hương Nguyễn sẽ lấy đây coi nè, rất là mắc. Cổ thích cái chuỗi này nè. Chuỗi này, chuỗi này 10 ly. Và cái chuỗi này á là độc nhất vô nhị, chỉ có một cái thôi. Và cái quan trọng chị coi cái phôi trầm nè, nó không bao giờ mà để mà chị tìm được một cái phôi trầm mà chị làm được nguyên chuỗi 10 ly như vậy. Và cái mùi nó cực kỳ đã luôn. Và cổ nói là nếu mà giờ ai cho cổ 100.000 cũng không vui bằng cho cổ giá tiền cũng cực kỳ đã luôn. Nhưng mà nếu ai mà mua được cái chuỗi này mà 20% là chị nghĩ đi là rồi đúng rồi, đúng không? Ủa vẫn được hả? Vẫn được. Cái này là hàng VIP mà. Hàng VIP cho bạn. 38.600. Dạ. Và được 20%. Thật ra thường đó, dù mình có sư phụ, sư thầy ha, mình là mình cúng dường cũng rất ý nghĩa luôn á. Dạ. Và cái này á là chị biết mình đeo á, mình đeo cổ, mình đeo được nhiều kiểu lắm luôn á. Mình đeo một cái sát cổ với một cái dài, mình đeo giống như mình đeo ngọc trai á chị. Một cái mình đeo sát, mình quấn, mình đeo sát cổ với một cái dài. Mà chị, quan trọng là cái mùi á. Cái mùi là cổ rất là thích luôn. Cái mùi và chị biết để mà một cái phôi trầm mà hàng 10 ly mà làm được một cái chuỗi 108 nó cực kỳ khó. Bây giờ là coi như là từ lúc đi vô với lúc đi ra, Kim Khanh đã biết cách cầm trầm rồi, thấy không? Đúng rồi, phải cầm vậy đó. Yên thổi trầm luôn. Đúng, yểu điệu đàng hoàng. Rất là thơm. Yeah. Đúng rồi. Thế cô đó là mẹ mua cho con tùm lum hết đó. Bây giờ chị mua cho em. Từ từ. Nó này nó dụ chị hoài à Hương. Chị mua cho em đi. Người ta nói mua chị sao chị đổ vậy? Trời đó. Không, ngoài những cái mặt hàng VIP ở đây ra thì cũng có những mặt hàng tầm trung mà giá nó mềm hơn để cho các anh chị bạn bè của bà Tám Cam Thơ có thể mua cho mình và quà cho ba mẹ của mình nhân cái mùa lễ Thanksgiving, mùa lễ tạ ơn á. Cái 10 ly này cũng hàng tự nhiên nè, mà giá thấp hơn nè. Đó, cũng 10 ly. Rồi cái này cũng 10 ly mà giá thấp hơn, vẫn là hàng tự nhiên. Nhưng mà chị nói thật nha, mình đã thứ nhất mình đã thấy cái này rồi, cái mùi thì là mình đã thích rồi. Cái này mùi đã hao. Cái màu chị thích. Đây nè, cái này là có 4.000 mấy thôi 10 ly và vẫn là hàng tự nhiên nha, nhưng mà chị thấy cái màu nó sẽ khác cái màu này rất là sang và đẹp. Đúng rồi. Dạ, cái màu này rất là sang. Mấy ngàn. Các bạn à, nếu mà đã mua rồi thôi để dành tiền mua cái này luôn cho rồi. Mà cái này có một cái à, không có nhiều đâu. Cái này có một cái rồi. Cái này cũng mua đã 5.000 mấy. Cái này 4.000 mấy. Cái này 4.000 mấy nè chị. Còn cái hàng chồng không, rẻ. Không, thì chị hửi cái mùi đó lên rồi chị sẽ bị stop cái mùi đỉnh của nó. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái chị hửi cái đỉnh của nó. Hửi mùi bình thường thôi, từ từ lên. Thật là cái 5.000 mấy đã hơn mùi này. Mà được 20% là còn cũng có còn có 4.000 hơn chứ nhiêu. Đúng rồi. Cái này 10 ly mà hàng chồng đây. Hàng chồng thì 900 mấy. Dạ, đây 10 ly. Ví dụ như những người mà mồ hôi dầu á đeo sẽ lên bóng rất đẹp luôn. Dạ. 9.000. Mặc dù là 1.000 đồng. Dạ, 1.000 đồng thôi nhưng mà mình mày giảm 20% còn có 800. Đó, cái đó là hàng chồng đó chị. Hàng chồng. Chị nghe cái mùi kia rồi lên mùi. Chị nghe cái mùi kia đỉnh rồi. Không nghe nổi đâu. Nghe không nổi đâu, thì lên đỉnh rồi là không thể xuống thấp được. Đúng rồi. Đã lên mây rồi. Cái này cho muốn là phải hửi là mùi cà phê. Đúng nó rồi. Ra hết cái mùi đó. Xong mới hửi là mùi này được, hiểu không? Chị nói đúng luôn. Nhưng mà đừng có hửi cái kia thì cái này thơm chứ. Đúng rồi. Tự nhiên cho chị cái the best tự nhiên. Không thì cho bà Tám, fan bà Tám biết là có nhiều loại khác nhau để mình lựa chọn. Không mà công nhận fan bà Tám có tiền nên lấy cái the best nè. Cái này á, người ta đeo vậy nè chị, đeo kiểu vậy ha. Hoặc là người ta có thể tắt rút lại như thế này, đeo được nhiều kiểu lắm. 10 ly này mình đeo được nhiều kiểu lắm.
đó vậy. Và đeo cái kiểu đó cũng đẹp. Dạ, yeah, đeo kiểu này khác. Nhưng mà cái này mà mình đeo được cái chuỗi vip thì quá đỉnh. Ước mơ của nhiều người. Đeo được cái đúng rồi. Rồi, rồi bây giờ anh nói là muốn lấy cái cho mẫu coi này. Mấy cái chuỗi măng to, mấy cái vòng đeo tay nó khúc này, nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Đó. Bây giờ nhìn này xong rồi đâu có thích pearl nữa đâu. Mấy cái nào? Cái vòng bằng khúc nhỏ nhỏ này. Thôi là cái gì? Đó. Cái này à, đúng thôi rồi. Là hộp bạc. Cái măng to. Thôi là hộp bạc. Việt Nam cái hộp bạc không đâu, hộp hộp trai. Hộp trai. Đó. Đây nè, những cái này nè cũng rất đẹp luôn. Tay bà Tám sẽ đeo đẹp. Đây. Đó, cái này giá tiền cũng mềm mại nè. Dạ, giá nó 2,5 thôi, tự tính thêm vàng nữa. Ừ. Đây, cái đường tự nhiên nè, hàng tự nhiên luôn mà 550 nè. Đó. Đó đây là có thánh giá. Có thánh giá. Đấy, đó. 550 nó là hàng núi rừng mọc tự nhiên luôn á. Ừ. Em có còn cái chuỗi chuỗi không? Chuỗi dài, chuỗi măng cô. Chuỗi măng cô ấy hả? Ừ. Đó. Đó. Thì cho các anh chị bạn nào mà fan của bà Tám thường xuyên à, đến với bà Tám trong ngày lễ đọc kinh Đức Mẹ đúng không, Long Beach đó, thì mình có thể mình mua những cái này để mình đi đọc kinh hay là mình tặng cho ông bà cha mẹ của mình. Đó. Đây chỗ này là đạo Phật mình cũng lần chuỗi đúng mà cũng có chuỗi này. Chỗ này là hàng tự nhiên luôn, giá của nó là 1,600 thêm 20% nữa thì là cái này là được là cái này là sẽ được tặng hai mươi. Là tại sao cái lớn cái nhỏ, cái lớn cái nhỏ đẹp quá. Còn cái này cái chầm nó mắt cái chầm nó đẹp hơn nè, chị nhìn thấy không? Cái chầm nó đẹp hơn thì cái này cái giá của nó sẽ cao hơn. 1,800 đúng rồi. Không, thật ra cái này lên có 200 nữa thì cái này mà nó đẹp hơn, đẹp hơn nè, cái màu nó đẹp hơn. Nhưng mà nếu mà ai thích màu đậm, còn nếu không thì thật sự ra đối với Khanh hai cái đều đẹp nha. Chỉ có một cái màu lợt, một cái màu đậm thôi. Giá bên này thì là 1,860, bên này là 1,600, coi như là 200 thêm 200 different thôi mà. Để nếu mà thích màu này đó. Em có kiểu này nữa nè, nhưng mà cái chầm này mắc hơn hai cái chầm đó. Kiểu này là mình đeo cổ cũng rất là sang. Nam nữ đi. Luôn đi. Nam nữ luôn. Cái để đây cái này đẹp. Để chầm vô luôn. Tôi muốn bà Tám đeo cái này nè. Ừ. Cái đó thì nó hơi mạnh mẽ chút, cái này thì rất là duyên dáng luôn. Tại vì tiếng biết là các anh chị nằm bên đò thì sẽ có thích chúa trên đây. Và đơn giản mà đẹp, dễ đeo đó. Mình mua cho mình, mua cho ông bà, cha mẹ của mình hay thường xuyên đi nhà thờ đó. Em cũng có mấy cái loại măng cô nhỏ hơn nữa nè chị. Nhưng mà nhỏ hơn thì em phải làm cái hàng mắc tiền hơn. Tại vì nhỏ quá mà mình làm mấy cái hàng này á, nó sẽ bị bể hạt, giống như nó không đủ dầu á. Còn cái này là cái nhỏ nè, nhưng mà nó lại mắc tiền hơn. Nó nhỏ hơn nhưng mà nó lại mắc tiền hơn. Nè. Cái này thì đẹp quá. Dạ. Nó vẫn là hàng tự nhiên nha. Vẫn 2,600. Là chầm núi rừng mọc tự nhiên luôn. 2,650 các bạn, rất là dễ thương. Và cái này được thêm 20% nữa. Đúng rồi, cái đó được 20%. Nha. Thật sự đeo trầm thì là mình sẽ tìm được cái sự bình an. Đó, cái đó cũng xinh đẹp, nó nhỏ dễ đeo. Nó nhỏ dễ đeo. Còn người nào mà người ta lận hạt nhiều quá thì người ta mới đeo cái bự. Ông đeo ngược khinh giá cho tôi, ông đứt tim. Sao bà thơ là bị ngược ông ta? Sao chỉ nào đeo cũng nãy chỉ đeo cái kia cũng đeo ngược. Rồi chưa, đúng chưa? Đúng rồi. Đó. Ông dán tóc ra đi ông đứt tim. Này đẹp quá. 2,650, 20%. Đúng rồi. Rất là cứ. Còn cái hàng chồng mà có hàng chồng nữa đẹp. Cái này cũng dễ thương nè thân. Đây cái hàng chồng này như ta. Cái đó cái này 1,000 mấy nè. 1,600. 1,600 giảm được 320 lần đó là còn có 1,280 thôi. Hàng chồng là $500. Hàng chồng đó. Hàng chồng. Là do con người mình trồng cấy nha. Dạ, vẫn là trồng hương thật 100% nha, nguyên thủy không có nhuộm màu và mùi cả. Nguyên cái phôi trầm đã tạo ra cái chuỗi như thế này. Dạ, giá nó là $500 và giảm được 20%. 20% là còn 400. Cũng vẫn đẹp như thường nha, không phải là bằng, không phải là trầm giả nên là không sao. Mình vẫn chưa, có thể là tháng này mình mua cái đó, tháng sau mình upgrade lên từ từ. Đúng rồi, upgrade từ từ lên đỉnh từ. Có nhiều người á người ta mua cái chầm này á thì có nhiều người người ta mua xong á chị biết không, người ta cũng những cái hàng VIP á, những cái hàng mà trên $10,000 là em có thâu lại. Nhưng mà chưa bao giờ ai bán luôn. Tại vì người ta chỉ mua thêm thôi. Vì là giống như người ta muốn cái này là cái mùi này, xong cũng là chuỗi 108 đó, nhưng mà người ta vẫn muốn mua thêm cái chuỗi 108 như lại là mùi khác. Thì giống như em nói chị, hàng tự nhiên nó không có giống mùi nhau. Chừng nào hàng giả nó mới làm hàng loạt, nó trà tinh dầu rồi nó làm hàng loạt thì nó mới giống mùi. Còn trầm tự nhiên là mỗi cái nó sẽ có một cái mùi nó khác nhau. Nhưng mà trầm thiệt là mình ngửi vào thì nó sẽ thông thoáng, nó giúp mình giảm stress, nó hết sức khỏe.
Ví dụ chị có một câu hỏi này là ví dụ như thí dụ đi, có một người nào đó người ta tặng trầm cho mình. Dạ. Ví dụ chị muốn biết là thiệt hay giả, em nhìn em biết. Dạ được. Ok. Ok. Ở đây là Hương Nguyễn là nói thiệt hết thì ai bữa hổm đây, nếu mà chị nói cái câu chuyện đó em sẽ kể câu chuyện của cái anh khách này. Cái câu chuyện này là câu chuyện có thiệt thì trên live Hương Nguyễn cũng có nói rồi. Có nghĩa là cái anh khách đó ảnh mua của em là cách đây cũng 3-4 năm trước, thì ảnh mua cho vợ ảnh một chuỗi 108 với lại một cái lắc, một cái lắc mà mắt cúc mà bọc vàng nãy chị Cam Thơ thích đó. Thì ảnh mua hai cái đó thì ảnh thấy ảnh lại thích cái hàng VIP. Ảnh thấy cái hàng VIP mà ảnh thấy hàng VIP nào mà hàng 16 ly mà đậm của em là cũng mười mấy 20.000 đô. Thì bắt đầu ảnh mới mua cho vợ ảnh hai món đó, xong ảnh mới nói với em, ảnh mới bắt đầu cả năm trước ảnh mới quay ngược trở lại đây. Ảnh đi chung với vợ ảnh. Thì em thấy ảnh đeo cái hàng đó là hàng nấu, cái hàng nấu mà giống như mấy cái hàng nãy em đưa chị coi đó. Thì ảnh đeo nguyên cọng dây chuyền bự thiệt là bự, với nguyên cái vòng bự thiệt là bự. Và người vợ không tin cái đó là hàng thiệt, và người vợ cầm dẫn ảnh vô nói là Hương ơi coi giùm, coi giùm chị, cái này là bạn của ảnh bán nè, em coi giùm chị coi đúng hàng không. Xong em mới nói là em mới nhìn đứng đây nhìn là em không cần cầm lên là em nhìn là em biết hàng gì rồi. Em mới nói dạ anh ơi, cái hàng của anh đang đeo là hàng nấu dầu, hàng nó xử lý màu với nó nấu dầu á. Chứ không phải là chầm thiệt đâu nha, cái giá trị nó rất là thấp. Xong bắt đầu ảnh phản ứng rất là mạnh. Ảnh phản ứng rất là mạnh, ảnh nói không, cái này là hàng thiệt, cái này là bạn thân của anh bán. Xong cái em mới đứng em giải thích, em nói anh ơi, bạn thân của anh là không có gạt anh. Nhưng cái người bán cho bạn thân anh á, cái người đó người ta gạt bạn thân anh, chứ bạn thân anh không gạt anh, tại bạn thân anh không biết về chầm. Còn nếu như anh khẳng định nó là chầm, bây giờ anh dám cá với em không? Anh dám cá với em nếu như em sẽ có những cái chứng minh được cái này nó là hàng giả thì anh đưa em 50.000 thôi. Còn nếu anh chứng minh được cái này hàng thiệt, em cho anh nguyên cái tiệm này luôn. Anh dám chơi với em không? Lúc đó là anh không có dám phản ứng với em nữa. Đúng rồi. Tại vì ban đầu anh phản ứng rất là mạnh luôn. Anh nói là bạn ảnh bán cho ảnh mà không bao giờ gạt ảnh, bạn ảnh không bao giờ gạt ảnh. Thì em có phân tích là bạn anh không gạt anh, nhưng cái người bán người ta sẽ gạt. Và cái người bán đó chưa hẳn người ta sẽ biết nữa. Cái người mà sản xuất ra cái đồ vậy, người ta mua lại, người ta bán, người ta đâu biết cái đó hàng gì đâu. Hồi cuối cùng ảnh đeo nguyên cộng dây chuyền bự vậy nè, rồi ảnh đeo nguyên cái vòng 16 ly bự mà đen thui luôn. Xong rồi em mới đứng em nói là anh bình tĩnh lại đi, em sẽ giải thích cho anh. Bắt đầu em mới lấy những cái hàng thiệt ra cho ảnh coi, bắt đầu ảnh mới dịu xuống, ảnh mới chịu là cái đồ của ảnh là hàng giả. Ảnh rất là buồn luôn. Và ảnh mua cho vợ ảnh là ảnh mua cho vợ ảnh, ảnh cũng đâu mua hàng mấy trăm đô đâu, ảnh cũng mua cái hàng loại mấy ngàn đô mà. Mà ảnh rất là thích hàng VIP. Mà cái hàng VIP của ảnh mà để 16 ly á thì nó rất là khó. Rất là khó để mà một cái phôi chầm mà chị làm cái hàng 16 ly mà hàng VIP rất là khó. Dạ, tại cái độ dầu nó phải nhiều nhất và cái phôi nó phải bự thì chị mới làm được cái hạt 16 ly nguyên vòng. Chứ chị không thể nào chị lấy cái phôi hàng này, chị lấy cái phôi hàng khác chị đi gắn chung với nhau, nó sẽ cái mùi nó sẽ khác và cái dầu cái vân nó sẽ khác nữa. Đó. Đó là một cái câu chuyện mà giống như là chị đang đặt câu hỏi với em. Có nghĩa là người ta vô thì đương nhiên cái hàng nào em phải nói hàng đó rồi. Ví dụ giờ người ta mua vàng đi, mà em bán tiệm vàng mà người ta đem vàng giả vô, người ta hỏi em vàng gì, chẳng lẽ em nói người ta đang là vàng thiệt mà đúng trong rồi, khi người ta đem vàng giả vô. Đúng rồi. Còn người nào giận em thì em chịu thôi à. Đúng rồi. Dạ, người nào giận thì em chịu thôi. Chứ còn mà em không thể nào mà cái đồ giả mà em nói đâu thiệt thì mình sẽ sẵn sàng, dạ, mình sẵn sàng trả lời. Chứ còn người ta đeo vô đây á thì em không có nói. Trừ khi người ta hỏi em, người ta hỏi là em ơi cái hàng này là em coi giùm chị thì em mới coi giùm. Dạ. Chứ người ta đi vô đây em thấy người ta đeo hàng giả nhiều lắm, nhưng mà mình đâu có mất lịch sự đến nỗi mà chị ơi chị đang đeo cái đó hàng sánh chèn thanh ghép, chị đang đeo cái đó hàng nhượng, nó rất là kỳ. Đúng rồi. Chừng nào người ta cầm cái vòng người ta đưa mình, ta nói là ồ em coi giùm chị cái này hàng gì, mình tư vấn thì mình sẽ nói. Rồi ngoài ra thì giờ mình sẽ đến với một cái mục nữa, đó là các sản phẩm về nhang trầm hương, bột trầm hương và nụ trầm hương, để cho cả nhà mình có nhang để dùng nha, trong cái mùa lễ này đó. Làm cho coi có nhang cái mùi nó dễ chịu lắm. Cái hàng thiệt thì cái mùi nó chỉ thoang thoảng. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu về cái gì? Nhang. Dạ đúng rồi. Dạ, nhang trầm. Nhang trầm. Dạ. Đây là nhang trầm hương, thì bên công ty Trầm Hương Nguyễn là có 4 loại nha. Đó, một loại 59, loại 85, loại 110, loại mắc nhất là 135. Còn và cái nhang này á là sẽ có trong đây, nó sẽ có là hơn 100 thanh nhang trong đây nè. Nhang không có tim nhang. Dạ.
Và khi chị ngửi nè, nó không có nghe mùi đâu nha. Chị đốt nó nghe mùi nha. Còn nhang mà chị ngửi nó nghe mùi là chị biết là mấy cái nhang nó tẩm mùi. Nhang vô rồi. Bây giờ học được một cái nữa nha. Khi mà cái nhang mà mình ngửi mà mình nghe mùi là đúng rồi. Giả. Đúng rồi. Còn cái này là mình không có nghe, nhưng mà khi mình đốt thì đốt. Nó sẽ nghe. Dạ đúng rồi, đốt nó sẽ nghe. Đốt mùi từng cây. Đó, này là đốt từng một cây. Cái này là cái thấp nhất hả em? À anh Tiến đang lấy là cái loại đâu rồi đưa cái nắp em mới thấy được. Cái nắp nè, cái nắp nè. Để mình muốn biết. Ờ cái này là anh đang đốt, cái loại này là 85. 85 đồng. Ừ. Nhưng mà mình đốt nhanh chậm á. Mình chấm vô trong cái lư hương mình hoặc mình để lên đây cũng được. Có miếng chống cháy nha cái có này. Có miếng chống cháy đó. Dạ nhưng mà mình để lên đó đó mình phải để cách xa mình 3 bước chân. Đó cho nó bay nè. Thì cái ngọn chậm nó lên mới đúng. À. Còn nếu mà chị để gần quá thì chị sẽ nghe mùi khói. Dạ mình phải để 3 bước chân. Nó còn ví dụ như cái bột chậm á thì tụi em sẽ để như thế này. Đó, cái bột chầm thì cái này là cái hũ 30g và cái hũ 50g. Thì cái hũ này xài rồi, em sẽ lấy ra em đốt nè. Lấy bột bụng nhỏ. Dạ, lấy một miếng nhỏ thôi, tùy đó, người ta muốn đốt sao người ta đốt. À. Đó. Và cái bột chầm bên em á là nó giúp thanh lọc không khí và nó tốt cho phổi và nó khử những cái mùi ẩm mốc trong nhà luôn. Chứ nó không có phải giống như là mấy cái mà mình rồi đó. Rồi. Đó, mình đốt như vậy, đó là cái khói nó lên. Đó. Cái khói nó lên và nhiều người không biết á, để gần vậy là không đúng nè. Phải để cách xa mình 3 bước chân. Đó, mình đậy lại vậy và mình để cách xa mình 3 4 bước chân thì cái ngọn chầm nó lên thì nó mới đúng. Dạ, còn nếu mình để gần quá thì nó sẽ nghe mùi khói. Để nó phải hòa quyện vào trong cái không khí của không gian của mình. Đó. Đó, chứ mình không hửi khói nha. Mình hửi cái hương chầm nó bay vô. Đúng rồi, và nó lan tỏa vô đây. Bắt đầu nó nghe mùi đó. 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 Đó mình ngồi ở đây nè thì mình sẽ nghe mùi, còn nếu mà nhiều người không biết người ta đốt cái người ta đưa mặt vô để hửi. Cái này thì mình để trên bàn Phật được. Đúng rồi. À mình để trên bàn Phật tại vì bàn Chúa cho tiệm tùng, công ty, nhà hàng, quán của mình đều được hết. Sáng ra mình đốt chút xíu này để cho nó khử đi cái mùi hôi tiệm, hay là để mà đẩy đi chuyện buồn phiền lấy lọc tài lọc khách hàng đến. Đúng rồi, với lại có nhiều cái nhiều tiệm nail á chị, cái mùi chemical người ta xong bột chầm này người ta thích lắm luôn á. Rồi bây giờ nhắc lại mọi người nha, vì clip chúng ta nói hồi nãy hơi bị nhiều rồi. Là nhân cái dịp bà Tám Cam Thơ ghé đến cửa hàng công ty Trầm Hương Nguyễn, nằm nguyên cái tiệm này nha. Đó, bên tay trái, bên tay phải rất là nhiều những cái trầm hương được trưng bày tại đây, là có công ty, có tiệm thật nằm ở bên trong thương xá Phước Lộc Thọ nha cả nhà nha. Và nhân dịp lễ này thì là công ty Trầm Hương Nguyễn đang có tri ân khách hàng là giảm 20% từ ngày 20 tây tháng 11 đến ngày 20 tây tháng 12 cho tất cả các sản phẩm trầm hương, và trừ là hàng chìm nước và Kỳ Nam thôi. Và Kỳ Nam thôi. Là không được giảm thôi, còn tất cả là từ hàng tự nhiên, là từ hàng trung cho tới hàng thấp cho tới hàng VIP đều là được 20% hết. Cái hàng do con người trồng cấy cũng 20%. Và tất cả những cái nhang trầm, bột trầm, nụ trầm cũng đều 20% hết. Và một năm chỉ có một lần, một tháng duy nhất thôi. Còn tất cả còn lại mà ai quảng cáo là Trầm Hương Nguyễn mà một tặng một giảm 50% là toàn bộ đều là giả mạo trang công ty Trầm Hương Nguyễn để lừa đảo khách hàng thôi. Và vì có rất nhiều người đã bị lừa như vậy. Nhưng mà giảm 20% nhưng mà riêng fan là 8 thì sao? À, sẽ có quà tặng thêm. Sẽ có quà tặng thêm nữa nếu mà đến mua được 20% và nói là coi từ fan cái clip của bà fan bà Tám Cam Thơ thì có thêm một món quà nữa riêng cho fan bà Tám Cam Thơ. Dạ, đúng rồi. Rồi cho số phone địa chỉ luôn đi. À, số phone là ở đây nè. Đó, anh sẽ ghi rõ ở sau cái clip 714-588-9989 714-588-9989 ở Việt Nam nè. Chỉ có hai số này là chốt đơn hàng hoặc chuyển tiền check hay gieo thôi, còn ngoài ra còn lại đều là giả mạo hết. Chỉ có hai số này ở Việt Nam có giả. Cái này em bán có luôn rồi. Cái Việt Nam bán là bán luôn. Bán luôn cái lư. Cái lư này là bao nhiêu? Dạ cái lư đó là 60 đồng chị. Cái lư đây bán luôn nha quý vị. Dạ và cái lư này là xài hoài luôn á, khi nào mà cái miếng này nó bị chai á là em cho cái miếng khác cho khách, cho nên là người ta sẽ xài hoài luôn. Không hư. Lư đẹp ghê không? Dạ 60 đồng. Dạ. Rồi. Rồi. Bây giờ mình bye bye và cảm ơn chị Cam Thơ rất là nhiều luôn. Tính ra là em quen biết chị rất là lâu rồi đó mà cũng là chưa có duyên để chị ra đây. Rồi cũng cảm ơn chị rất là nhiều Khanh. Rồi cảm ơn anh Đức Tiến luôn. Thôi thì bây giờ thật sự ra là lần đầu tiên mình đến đây, cái impress đầu tiên của Khanh rằng là Khanh đầu tiên là Khanh rất là tin em, một khi mà chị, tại vì chị nghe quảng cáo cái này cũng rất là nhiều, nhưng mà phải nói rằng là mình phải chọn được đúng cái nơi và một cái người mình tin tưởng. Thì khi mình đến đây là mình đặt tất cả cái niềm tin vào cho Trầm Hương nha. Và thì mình không biết nói gì hơn, nhưng mà phải nói một câu rằng là mình đến đây rồi thì mình mê.
mà bây giờ mình chỉ muốn hàng cao cấp mà thôi. Thì bây giờ bắt đầu từ ngày mai về phải làm việc cực lực để mà được cái hàng cao cấp. Nhưng những cái hàng khác mình vẫn được 20% đúng không em? Đúng nha. Rồi, nha. Rồi nếu mà fan của bà Tám nó vô đây mua đó thì mình sẽ được một món quà mà không biết là món quà gì. Dạ, cũng sẽ có quà tặng nếu mà là fan của có giá trị quà tặng có giá trị. Dạ, giá trị dạ. Rồi, nha. Dạ. Rồi. Cảm ơn Đức Tiến, Trầm Hương, chị Khanh, Linh Trần quay clip cho bà Tám nữa. Cảm ơn fan bà Tám nữa đã luôn luôn ủng hộ những gì bà Tám giới thiệu. Thì lần này cũng không ngoại lệ, thì mong là fan bà Tám có nhu cầu thích Trầm Hương nè, có điều kiện này kia, nhớ đến đây để mà ủng hộ cho tiệm Trầm Hương để được những cái mặt hàng giá trị và thật ha. Quan trọng là thật. Và chúc tất cả quý vị, các anh chị và các bạn một ngày bình an và hạnh phúc. Và các bạn đừng có quên rằng Trầm Hương chính là đem lại cho chúng ta niềm vui, hạnh phúc và bình an. Đó là điều chúng ta cần nhất trong cuộc sống. Yeah. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Tăng Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Tăng Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.